Nhan sắc người đẹp Tây vừa chia sẻ đính hôn với Cường Đô La. Đàm Thu Trang là gương mặt quen thuộc trong các cuộc thi sắc đẹp, tìm kiếm người mẫu. Tuy nhiên, cô ca sĩ người mẫu dân tộc Tây không thực sự tỏa sáng trong sự nghiệp. Sau khi Cường Đô La và Hạ Vi chia tay, nghi vấn xoay quanh phố núi hẹn hò với chân dài Đàm Thu Trang liên tục được chia sẻ lên mạng xã hội. Đầu tiên là việc chồng cũ Hồ Ngọc Hà thường xuyên like và bình luận lên trang cá nhân của Đàm Thu Trang. Anh còn nhắn nhủ, thấy anh là đủ rồi khi cô viết, chẳng cần biết thân này nhiều hay ít, quan trọng lúc bạn cần họ, bạn có nhìn thấy họ không? Cách đây ít giờ, hai người cùng chia sẻ trạng thái đã đính hôn, nhiều bạn bè đã gửi lời chúc mừng đến hai người. Dù chưa xác nhận nửa kia là Cường Đô La, nhưng thông tin cùng hình ảnh về Đàm Thu Trang một lần nữa khiến cư dân mạng quan tâm. Trên trang cá nhân, người mẫu ca sĩ họ Đàm ít khi chia sẻ về đời sống riêng tư. Thay vào đó, cô thỉnh thoảng đăng tải ảnh đời thường bên bạn bè. Cô được đánh giá không đẹp nổi trội nhưng thanh tú. Khoảnh khắc đời thường của Đàm Thu Trang sau khi ly hôn Hồ Ngọc Hà, Cường Đô La dành 2 năm bên Hạ Vi. Tuy nhiên, chuyện tình cảm với nữ diễn viên tấm cám, chuyện chưa kể không đi đến tổ ấm gia đình. Dư luận bất ngờ khi vừa chia tay Hạ Vi không lâu, Cường Đô La đã tìm thấy bến đỗ mới. Quan trọng hơn, anh sẵn sàng chia sẻ trạng thái đã đính hôn, thể hiện sự nghiêm túc trong tình cảm. Đàm Thu Trang là cô gái dân tộc Tày, sinh năm 1989 tại Lạng Sơn. Cô sở hữu vóc dáng gợi cảm với số đo 86, 60, 89. Cô từng tham gia Hoa hậu Việt Nam 2010 và lọt top 20. Sau đó, cô góp mặt tại đấu trường cuộc thi Người mẫu Việt Nam Next Top Model 2010. Cô còn gây chú ý khi tiếp tục đăng ký tham gia cuộc thi dân tộc Việt Nam cùng năm. Đàm Thu Trang không phải cái tên nổi bật trong giới showbiz. Đàm Thu Trang từng tốt nghiệp khoa thanh nhạc trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Do đó, bên cạnh công việc người mẫu, cô còn phát triển sự nghiệp ca hát. Cô từng ra mắt album đầu tay vào năm 2011. Tuy nhiên, sự nghiệp ca hát của cô không tạo được dấu ấn đáng kể. Đàm Thu Trang diện áo dài nhung đen trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010. Sinh ra và lớn lên tại Lạng Sơn, cô gái dân tộc Tày thừa nhận đã phải thuyết phục gia đình rất lâu mới được sự đồng ý của cha mẹ cho cô vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Những ngày đầu vào Sài Gòn, mình cũng gặp nhiều khó khăn vất vả, nhưng mình luôn tự nhủ tuổi trẻ phải cố gắng, cô nói. Sau vài cuộc thi, cô trở thành gương mặt quen thuộc của một số nhà thiết kế trong nước. Tất nhiên, so với những đồng nghiệp cùng thời như Phạm Hương hay Tuyết Lan, cô đã bị bỏ xa về danh tiếng. Năm 2011, Đàm Thu Trang từng vướng nghi vấn hẹn hò với ca sĩ Lê Minh Trung sau khi cùng hợp tác trong một sản phẩm âm nhạc. Lúc đó, cô khéo né tránh và trả lời câu hỏi về chuyện tình cảm. Kể từ khi vướng tin đồn yêu Cường Đô La, Đàm Thu Trang luôn né tránh câu hỏi từ phía truyền thông. Cô không hề đưa ra bất kỳ lời bình luận nào chính thức. Cường Đô La cũng giữ động thái im lặng. Trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng cho rằng Đàm Thu Trang có nét ngoài vừa cổ điển vừa hiện đại. Cô có thể trông dịu dàng khi diện áo dài truyền thống, hoặc trông phá cách gợi cảm có phần hoang dã nếu tạo dáng với nội y. Không thực sự nổi bật về ngoại hình hay có danh tiếng hơn trong giới showbiz, Đàm Thu Trang đang là ẩn số khi khéo giữ chân đại gia có tiếng đào hoa. Cô thuộc nhóm chị em với Hoa hậu Phạm Hương, người mẫu Tuyết Lan, người mẫu Trần Hiền, Cường Đô La. Trong tình cảm, tôi cư xử văn minh và hợp tình, được khen vào cao thượng trong cách ứng xử với vợ cũ Hồ Ngọc Hà. Đại gia phố núi khẳng định đây là hành động văn minh và hợp tình hợp lý, ai cũng sẽ làm như vậy. Nhiều tiền quá cũng khổ, lóa mắt với 12 cách tiêu tiền siêu xa hoa của các tỷ phú trên thế giới. Đối với một vài tỷ phú, việc tiêu tiền như thế nào cũng là một vấn đề vô cùng đau đầu. Hãy cùng xem 12 cách tiêu tiền xa hoa của các tỷ phú khắp nơi trên thế giới. Nữ sinh người Nga Darita, 21 tuổi, bên cạnh chiếc xe đính 1 triệu viên pha lê của mình. Sau vòng loại Liverpool thua Leicester City, chủ sở hữu đội bóng đá đã rất chán nản. Trận đấu chấm dứt, ông đã rời hiện trường với phi cơ riêng của mình trên sân vận động King Power. Mặt nạ tái tạo da chuyên sâu chứa 24 carat vàng mảnh, mỗi hộp có 12 mặt nạ có giá 1.398 bảng Anh, gần 43 triệu. Bể cá tại nhà của Bill Gates cao 20 mét, có đầy đủ cá heo, cá mập và cá voi. Để duy trì bể cá, ông đã thuê một nhóm chuyên gia chăm sóc đặc biệt. Doanh nhân Ấn Độ Bakai đã tự may cho mình một chiếc áo làm từ 4 ký vàng nhân dịp sinh nhật 45 tuổi của mình. Nhà thiết kế người Đức Phil Long đã cho ra đời một cuộn giấy vệ sinh chứa 24
carat vàng, ước tính mỗi cuộn giấy có giá hơn 25 triệu. Một cặp vợ chồng tại Texas, Hoa Kỳ quyết định đốt đi ngôi biệt thự có giá trị 700.000 đô la, gần 16 tỷ, để dọn đến nơi ở mới. Nếu bạn muốn thử được làm vua một cõi, hãy đến Lichenzin với chi phí du lịch khoảng 40.000 bảng Anh, tương đương 1,3 tỷ Việt Nam đồng một đêm, dãy núi Onbit cao vời vợi. Những thung lũng xanh tươi và lâu đài lãng mạn của vương quốc sẽ dành cho bạn. Mukesh Ambani, người giàu nhất Ấn Độ, đã chi 1 tỷ đô để xây dựng một ngôi nhà riêng ở phía nam Mumbai. Tòa nhà gồm 6 tầng làm bãi đổ xe, 9 thang máy, bể bơi, quầy bar, rạp chiếu phim, vườn bãi đáp trực thăng và cũng chính là nơi ở cho 5 người trong gia đình ông. Tỷ phú người Úc là một fan hâm mộ của công viên Kỷ Jura. Ông đang lên kế hoạch để xây dựng một công viên khủng long và chi nhiều tiền nhất trước khi qua đời. Ngôi sao đội Rukin không muốn phải ra ngoài tìm máy ATM mỗi khi cần tiền, vì vậy anh đã chi 3.500 đô, 79,5 triệu đồng để lắp đặt riêng một chiếc ngay trong căn bếp nhà mình. Cây ATM này có khoảng 20.000 đô, khoảng 454,5 triệu đồng và được đổ tiền 6 lần một năm. Tỷ phú Ả Rập đã từng chi hàng triệu đô để khắc tên mình lên hòn đảo. Chữ Ham được khắc trải dài hơn 3 km và cao 800 m nên có thể nhìn thấy từ mặt trăng. Tỷ phú Trung Đông đã thuê nhiều người đào rạch nước rất sâu để tạo thành chữ Hamed. Bạn nghĩ sao những cách tiêu tiền của những tỷ phú này? Gà cưng của Khắc Tiệp được ca ngợi hơn cả Ngọc Trinh là ai? Mới đây, ông trùm chân dài Vũ Khắc Tiệp đã công khai chia sẻ hình ảnh cùng gà mới do chính anh phát hiện tham dự một sự kiện lớn tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông trùm chân dài đã chia sẻ lên trang cá nhân về Quỳnh Hương, một cô bé mỏng như tờ giấy, trắng như tờ giấy, nhẹ như tờ giấy, bay như tờ giấy và tinh khôi hơn tờ giấy, nhưng cũng có thể cháy bừng rực lên tờ giấy. Quỳnh Hương quê ở Bình Thuận và hiện đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Cho tới thời điểm hiện tại, những thông tin về gà mới của Khắc Tiệp còn khá mơ hồ và ít ỏi. Quỳnh Hương được xem là niềm kỳ vọng mới nhất của ông trùm mát tay nhất showbiz Khắc Tiệp, hứa hẹn sẽ xoán ngôi nữ hoàng nội y trong tương lai. Qua hình ảnh và lời giới thiệu của ông trùm chân dài, không ít người kỳ vọng Quỳnh Hương sẽ làm nên chuyện, thậm chí vượt mặt đàn chị Ngọc Trinh. Sau khi Khắc Tiệp công khai thành viên mới của gia đình Venus, dư luận đã bắt đầu tìm hiểu danh tính của Quỳnh Hương. Quỳnh Hương thừa sức sở hữu trong tay khá nhiều lợi thế. Được biết, ngoài nhan sắc nổi bật, Quỳnh Hương còn có thế mạnh và kiến thức về ngoại ngữ. Điều này sẽ là một lợi thế cho Quỳnh Hương khi đi tới các sự kiện quốc tế, nơi mà gà nhà Venus còn hạn chế. Quỳnh Hương còn nhận được lời khen sở hữu vẻ đẹp mong manh và sang trọng. Sau Ngọc Trinh thì có lẽ Quỳnh Hương là bông hoa được Khắc Tiệp chăm bẩm một cách đặc biệt nhất. Có thể thấy, ngay từ khi Quỳnh Hương được nhận vào Venus, Khắc Tiệp đã dành một sự đối đãi đặc biệt cho cô gái xinh đẹp này. Quỳnh Hương sở hữu nụ cười tỏa nắng đã thu hút sự quan tâm của báo chí và khách mời trong sự kiện lớn tại thành phố Hồ Chí Minh. Trên trang cá nhân của mình, Khắc Tiệp không ngần ngại dành những lời khen hoa mỹ nhất cho cô gái đến từ Bình Thuận. Vẫn thường xuyên khen gà nhà lên trang cá nhân, nhưng không phải lúc nào Khắc Tiệp cũng dụng tâm như vậy. Khi những hình ảnh của Quỳnh Hương được Khắc Tiệp chia sẻ và truyền thông khai thác, thì dễ dàng nhận thấy được cô nàng sở hữu vẻ đẹp hoàn hảo, động lòng người. Thậm chí có không ít người cho rằng cô nàng khá giống với hậu Huyền My và mỹ nhân xứ Hàn Lee Da-hee. Có thể nói Quỳnh Hương có một xuất phát điểm khá tốt với khuôn mặt xinh xắn và thân hình chuẩn. Trong tương lai, cùng với sự nâng đỡ của Khắc Tiệp, cô nàng hoàn toàn có thể vươn lên những vị trí cao trong showbiz Việt. Quỳnh Hương được trông đợi sẽ trở thành ngôi sao thực sự của Venus, có thể thay thế vị trí của Ngọc Trinh nay mai. Mới đây, tại sự kiện công bố đại sứ thương hiệu Beauty & Go, Vũ Khắc Tiệp đã ưu ái đưa nàng thơ Quỳnh Hương đi cùng. Ông bầu Khắc Tiệp và gà cưng Quỳnh Hương bên cạnh Nguyễn Thu Trang, chủ tịch hội đồng quản trị TC Group, Á hậu Dương Tú Anh, đại sứ thương hiệu Beauty & Go và ông Nguyễn Đức Tân, giám đốc TS Group. Ông trùm chân dài miền Bắc Vũ Khắc Tiệp, ông Nguyễn Đức Tân, giám đốc TC Group, bà Nguyễn Thu Trang, chủ tịch hội đồng quản trị cùng hai model sáng giá của công ty Venus. Nhan
sắc hiện tại của trai đẹp bị trục xuất từng được mời sang Việt Nam. Ngày trước thư sinh, bảnh bao bao nhiêu, thì hiện tại Omar Bokkan lại trái ngược hoàn toàn. Tháng 4, 2013, cả thế giới xôn xao trước tin anh chàng Omar Bokkan, Agala, bị trục xuất khỏi đất nước Ả Rập bởi quá đẹp trai. Ngay sau đó, anh đã có tới 1 triệu người hâm mộ trên mạng xã hội. Ngày sinh nhật của mình, Omar được một fan cuồng nữ ẩn danh gửi tặng hẳn chiếc Mercedes. Nhiều người cho rằng tất cả mọi chuyện thành sao sau phút chốc của Omar, hóa ra chỉ là hiệu ứng đám đông và truyền thông quá đà. Ngay sau đó vài tháng, anh chàng cũng đã được mời sang Việt Nam. Tưởng sẽ khiến khán giả Việt được mãn nhãn, nhưng không, vừa tới Việt Nam, anh đã khiến mọi người thất vọng vì nhan sắc không được như trên ảnh, thái độ hời hợt, đòi tiền cát xê quá đáng. Ngoại hình gây sốt của Omar một thời. Liệu hiện tại anh chàng còn giữ được gương mặt đẹp như thế này không? Hiện tại đã 4 năm trôi qua, xem những bức ảnh trên mạng xã hội của Omar, chắc hẳn nhiều người cũng giật mình. Nhìn anh bụi bặm dừ hơn trước khá nhiều, hơn nữa lại còn có cả những khoảnh khắc phì phèo thuốc lá không mấy vừa mắt. Chàng trai có vẻ thư sinh ngày nào, hiện tại đã thay đổi hoàn toàn. Sau 4 năm, ngoại hình của anh đã thay đổi khá nhiều. Gương mặt hiền từ, vẻ thư sinh đã được thay đổi hoàn toàn. Không những già hơn mà Omar còn có vẻ bậm trợn hơn. Tưởng rằng Omar chỉ có những hình ảnh đầu quấn khăn, mặc quần áo kín mít, không ngờ cũng cởi mở khoe body như thế này. Anh còn rất hay phì phèo thuốc lá, hình ảnh đẹp của Omar trong mắt chị em hẳn đã vơi đi rất nhiều. Những hình ảnh này cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Gương mặt ánh mắt của anh chàng quả thật không được hút hồn quyến rũ như trước nữa. Phản ứng của Sao Việt trước phần biểu diễn của Đông Nhi tại Asia Song Festival 2017. Đồng nghiệp bạn bè của Đông Nhi đồng loạt chia sẻ cảm nghĩ trên Facebook cá nhân. Tối 24 tháng 9, sự kiện Asia Song Festival 2017 diễn ra tại Busan, Hàn Quốc với sự tham dự của các ca sĩ nổi tiếng đến từ nhiều quốc gia trong khu vực châu Á, Đông Nam Á. Đông Nhi, đại diện cho Việt Nam, mang đến hai tiết mục vô cùng nổi bật và thực sự gây ấn tượng cho bạn bè quốc tế. Đông Nhi xuất hiện với màn trình diễn hoành tráng được đầu tư chuẩn bị kỹ lưỡng. Vừa hát fly vừa khoe vũ đạo, nhưng nữ ca sĩ đã thể hiện xuất sắc. Đặc biệt, sau buổi biểu diễn, rất nhiều trang tin tức nổi tiếng ở xứ sở Kim Chi đã dành những lời khen ngợi đặc biệt cho đại diện Việt Nam. Bên cạnh đó, rất nhiều nghệ sĩ Việt như Đặng Thu Thảo, Duy Khánh, Diệu Nhi cũng ngay lập tức bày tỏ sự tự hào, đồng thời gửi lời chúc thành công đến Đông Nhi khi cô đã thực sự tỏa sáng tại các sự kiện âm nhạc quốc tế đẳng cấp như vậy. Hoa hậu Đặng Thu Thảo không ngớt lời khen dành cho Đông Nhi. Cô giáo Khánh cảm thấy tự hào với những gì mà Đông Nhi đã thể hiện. Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa gửi lời chúc mừng đến cô em gái. Được biết anh cũng là người chuẩn bị trang phục cho sự kiện quan trọng này của Đông Nhi. Trung Quân Idol Khổng Tú Quỳnh chia sẻ sự ngưỡng mộ với cô bạn thân. Cô nàng Diệu Nhi còn mất ngủ sau khi thưởng thức phần biểu diễn này. Ông Cao Thắng thể hiện sự hãnh diện và vui mừng khi những nỗ lực quyết tâm của bạn gái đã được đền đáp xứng đáng. Nhu Phước Thịnh tuy là bạn thân nhưng lại không chúc mừng rầm rộ như các sao khác.